Xin chào các thầy cô, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các thầy cô một cách để chúng ta có thể copy các công thức toán ở file ảnh chuyển vào MathTime để từ đó chúng ta có thể đưa vào các cái bài giảng của chúng ta. Trước tiên chúng ta sẽ vào trang web mathpix.com, link trang web tôi đã để ở bên dưới của phần mô tả. Chúng ta sẽ chọn Windows hoặc Mac OS tùy vào hệ điều hành của chúng ta. Sau khi ấn tải, ấn vào chọn hệ điều hành thì chúng ta sẽ tải về. Ở đây do mình đã tải rồi nên mình sẽ bỏ qua cái bước này. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ ấn tổ hợp phím Ctrl cộng Ctrl Alt N. Khi ấn tổ hợp phím Ctrl Alt N thì giao diện của phần mềm sẽ xuất hiện. Ở đây giao diện rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chọn vào mục chụp hình, và trước khi để chụp được hình thì chúng ta cần phải có một file ảnh. Chúng ta sẽ chọn chụp hình, lúc này toàn màn hình nó sẽ bị mờ đi, xám lại, và chúng ta sẽ khoanh vùng phần chúng ta cần làm. Ở đây tùy từng lúc chúng ta copy thì nó sẽ ra các giao diện khác nhau. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một chút. Sau đó chúng ta có thể copy vào trong Word. Giống như các cái công thức toán học bình thường. Hoặc chúng ta có thể copy các cái công thức liên tiếp nhau, chúng ta copy nhiều lần. Ở đây nó cho chúng ta các cái kiểu chọn khác nhau để chúng ta có thể dán vào nơi phù hợp nhất, bởi vì phần mềm này nó còn phục vụ cho các cái ứng dụng khác, ví dụ như LaTeX. Chúng ta đã copy và dán vào chỗ chúng ta đang cần công thức. Chúc các thầy cô thành công.